Xin chào kính chào khán giả người Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình điểm tin trong ngày hôm nay là thứ ba, 2 tháng 7, 2004 Thưa quý vị như vậy là cái đơn à, gọi là khiếu nại của bên ông Trump liên quan đến vụ án chi tiền biệt miệng ở tại New York đã có kết quả và như vậy là tránh án hoan mưa chân ngày hôm nay quyết định là sẽ rời cái ngày tuyên án thay vì 11 tháng 7 sẽ trở thành ngày 18 tháng 9 coi như chưa tới 7 tuần Trước cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11 Cái lý do ông mờ Mơ Trân à, Hoãn lại như vậy Để cho bên ông Trump Có thời gian để trình bày Và cũng như để coi coi là Cái phán quyết của tối cao pháp viện ngày hôm qua Nói rằng tổng thống được quyền miễn tố Đối với những hành động chính thức Thì à, Bên phía ông Trump ban đầu đòi Là dẹp luôn cái vụ này luôn Không có tuyên án gì hết à, Họ nói như thế này Là bởi vì bên công tố đó khi mà điều tra cái vụ này đó đã sử dụng một số lời nói của ông Trump và Một số cái tweet của ông Trump Khi ông đang là Tổng thống Mà theo tối học viện đó Thì đó là những hành động chính thức Thì không được sử dụng bằng chứng để truy tố ông Trump Đó là cái lập luận của bên luật sư của ông Trump Nhưng mà có vẻ như bên ông Hoan Mơ Trân Không hài lòng với cái lập luận này Nhưng mà ông cũng vẫn cho rời tới ngày uh, 18 tháng 9 Thay vì 11 tháng 7 Tức là có 4 ngày trước khi mà Đại hội Đảng Cộng Hòa ở thành phố Milwaukee diễn ra và đề cử ông Donald Trump như vậy là chúng ta sẽ chờ đến 18 tháng 9 xem là ông Hoàng một Trần sẽ quyết định như thế nào bao gồm có thể bỏ tù của ông Trump hoặc là uh, cho ông Trump giam lỏng trong lúc ông Trump phải uh, bận rộn với công việc vận động tranh cử một tin không vui cho người từng là coi như fan siêu cứng của ông Trump đó là cựu thị trưởng thành phố New York hoặc là cựu luật sư của ông Trump đó là ông Rudolph Giuliani. Ngày hôm nay, ông đã bị tước bằng luật sư ở tiểu bang New York sau khi tòa xác định ông liên tục dối trá về việc ông Trump thất cử năm 2020. Tòa kháng án tiểu bang New York ở Manhattan phán quyết ông Giuliani nay bị tước quyền hành nghề luật sư có hiệu lực ngay lập tức và tới khi tòa ra lệnh mới và bị xóa tên khỏi danh sách luật sư và cố vấn pháp luật ở tiểu bang New York. Trước đó vào năm 2021, ông Giuliani đã bị đình chỉ hành nghề luật sư New York vì bịa đặt về cuộc bầu cử tổng thống Năm 2020 Và như vậy thưa quý vị uh, Cái người uh, phản ứng về cái chuyện này thì ông Ted Goodman Là phát ngôn viên của Giuliani cho biết Người từng được mệnh danh là thị trưởng của nước Mỹ Sẽ kháng cáo phán quyết này Và cho rằng đây là một phán quyết sai sót Ông cũng kêu gọi những luật sư khác lên tiếng Phản đối phán quyết Mang tính chính trị và ý thức hệ này Đó Rồi uh, bây giờ chúng ta thấy rằng là những người Mà coi như là đi theo phò ông Trump Uh, hết ông Stevenson vào tù, hết ông uh, um, Peter Navarro vào tù Ông Peter Navarro sắp sửa mãn hạn này uh, trong tháng 7 này Còn uh, còn ông Stevenson thì bắt đầu vào tù ngày hôm qua Có nách tiếng cất, ngồi trong đô vấn tháng Và bây giờ tới viên ông Giuliani là bị uh, mất bằng hành nghề uh, luật sư uh. Hey, uh, Liên quan đến cái chuyện mà cách đây vài ngày chắc vị còn nhớ mỗi cả học viện đưa ra phán quyết liên quan đến phá thai Ở tiểu bang Idaho Uh, có nghĩa là giữ nguyên cái tình trạng là nếu trong trường hợp mà khẩn cấp đe dọa tình trạng uh, tính mạng của phụ nữ thì người phụ nữ đó quyền đi vô các các phòng cấp cứu để mà phá thai. Thì ngày hôm nay chính quyền Biden đã gửi thư cho tất cả các cái gọi là trung tâm y tế uh, qua cái thư này là cái ông uh, Xavier Becerra là bộ trưởng y tế đại diện chính quyền uh, Biden đã gửi cho các cái cơ quan này và yêu cầu các các bệnh viện phải thực hiện cái chuyện mà uh, hỗ trợ giúp phụ nữ phá thai trong trường hợp khẩn cấp thì uh, đây là cái uh, quyết định của chính quyền Biden nói rằng là vì tối cao viện đã đưa ra phán quyết đó thì bên chính quyền ông Joe Biden yêu cầu các cái uh, bệnh viện phải thực hiện cái chuyện này thì trong cái lá thư mà ông bộ trưởng y tế xe ra viết đó thì có nói như vậy không một phụ nữ có bầu nào hoặc gia đình của họ phải lo lắng khi mà họ bị bác bỏ cái chuyện mà phá thai trong trường hợp mà khẩn cấp ở trong phòng cấp cứu. Và cái thư này viết tiếp và tuy nhiên chúng ta đã nghe những câu chuyện, nhiều câu chuyện mô tả một số phụ nữ có thai bị đe dọa tính mạng đi vào cái phòng cấp cứu và bị từ chối. Và điều này không thể chấp nhận được và yêu cầu tất cả các bệnh viện phải thực hiện cái loại này theo phán quyết của tối cao pháp viện. Liên quan đến việc bảo vệ người lao động trong cái thời tiết nóng hiện nay. À, ngày hôm qua tôi có đưa tin quý vị là ngày hôm qua, hôm kia đã đại khái là nước Mỹ ở, trong những ngày tới sẽ nóng và mùa năm, năm nay sẽ có thể nóng hơn của năm trước mặc dù năm trước đã là kỷ lục rồi. Thì ngày hôm nay chính quyền Joe Biden ở, qua cái bộ lao động, cơ quan an toàn bộ lao động đã cho biết là họ đưa ra một chính sách là bảo vệ những người làm việc trong cái trời nắng nóng trong những ngày tới và yêu cầu các chính quyền địa phương À, phải bảo đảm cái tiêu chuẩn là tránh nóng cho những người làm việc ở bên ngoài ví dụ là những cái điều kiện những cái nơi mà có nóng này là họ phải tiếp cận vào được phòng cấp cứu là một phải có người à, ngó chừng họ là hai phải bảo đảm cái môi trường lao động là ba phải được nghỉ uh, sớm hơn bình thường và phải được nghĩa là đi vào tiếp cận vào những cái chỗ có bóng mát hoặc là có nước đó đó là những cái yêu cầu mới của bộ lao động mỹ đưa ra ngày hôm nay thì cái điều này đặc biệt ảnh hưởng tới những cái người làm việc ở ngoài đồng hoặc là làm ở những cái công nhân uh, nông dân những người làm ruộng đó mà làm cho các công ty lớn về cái vấn đề mà rau mà ráng để thực phẩm đó thì lâu nay họ nói rằng một số nơi họ không được hoặc là họ không được nghỉ theo đúng quy định hoặc là cái thời gian nghỉ quá ít hoặc là họ không có thể uh, có nước được tức là nếu mà khát nước qua đi đến cái chỗ mà có nước nơi có nước quá xa hoặc là không vào được cái chỗ mà ấy, có bóng râm có nghĩa là quý vị làm việc trên đồng đó đồng án cái đồng cánh đồng nó lớn mà không có chỗ râm đó, thì cái đó là không được thế thì bây giờ chính quyền Biden yêu cầu là phải có những cái chỗ đó ví dụ như là cách trăm mét năm chục mét tùy theo cái quy định đó cái điều này nó quan trọng là bởi vì các nhà khí tượng học cho biết là từ năm 1992 đến 2022 đã có gần một ngàn nông dân tức là công nhân về 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 nông nghiệp đó bị chết vì cái vấn đề quá nóng đó. và con số này nó tương đương khoảng 34% những cái số người mà chết lý vì cái lý do mà gọi là nóng quá tức là trong số uh, trong số người chết vì nóng 34% là những người làm trong lĩnh vực nông nghiệp ở hôm 20 tháng 6 thì chúng ta biết tức là cách đây độ chừng là hơn 10 ngày thì tối cao pháp viện đã ra cái phán quyết đó rồi và mùa hè thì cũng đã bắt đầu từ ngày đó và cái điều này nó có sẽ thể ảnh hưởng khoảng 100 triệu dân khắp nước Mỹ Tức là mùa hè bắt đầu nóng hơn Những cái tiểu bang mà người ta đang để ý chẳng hạn như là New York nè Rồi New Mexico thì có cháy rừng nè Đó đại khái như thế Thì cũng cùng thời điểm ngày hôm nay Thì FEMA là cơ quan mà quản trị tình trạng khẩn cấp của Mỹ đó Thông báo là chi ra gần 1 tỷ đô la để mà tài trợ cho 660 cái dự án để giúp các, các cộng đồng Uh, mà có những người làm việc ngoài đồng Áng đó để giảm cái tình trạng mà họ bị nóng Đó là cái uh, um, thông báo của ngày hôm nay của Tàu Bạch Ốc uh, Liên quan đến vấn đề mà dược phẩm thì ngày hôm nay cơ quan quản trị thuốc và thực phẩm của Mỹ gọi tắt là FDA Đã coi như chuẩn thuận một cái loại thuốc mà có thể trợ giúp người bị bệnh Alzheimer Bệnh thường kinh thương, thường kinh thương nhớ đó, đại khái cái bệnh mà có thể là ông Biden cũng bị đó thì cái thuốc này tên là Kinsula của cái hãng Eli Lilly thì coi như đã được chuẩn thuận và đã được theo FBI cho biết là được cơ quan độc lập bên ngoài họ giám sát họ thí nghiệm à, cái thuốc này thì sau khi thí nghiệm thì họ thấy rằng cái lợi nó nhiều hơn là cái hại tức là tất nhiên một cái loại thuốc mới ra thế nào cũng có một vài người bị này kia nhưng mà họ cho rằng là cái cái lợi đó là nó nhiều hơn bởi vì nó sẽ giúp cho người ta giảm cái bệnh Alzheimer đi tức là những người lớn tuổi bây giờ người ta hay bị cái là quên và đáng trí đó thì đây là lần thứ nhì mà FDA chuẩn thuật một loại thuốc như vậy để giúp những người bị bệnh đáng trí cái bệnh đáng trí là cái bệnh mà thưa quý vị nó đi theo cái gọi là 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 là, là tuổi tác nó càng lớn thì càng bị đáng trí mà có nhiều người bây giờ họ họ không nhớ hay là họ hay quên họ lần thần lắm mà mình gọi là, là đáng trí là đúng đó thường thường những người mà lớn tuổi hay bị thì uh, hy vọng là cái loại thuốc này mà FDA chuẩn thuận rồi nó sẽ giúp cho những cái người mà ở uh, lớn tuổi uh, nghĩa là họ có thể họ sẽ chắc chắn là bị cái bệnh Alzheimer thì càng lớn là càng dễ quên mà với những cái loại thuốc này nó làm giảm cái 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 cái, 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 cái tiến trình đó, nó làm cho những cái người mà bị uh, lớn lớn tuổi đó, không bị uh, đạn trí hoặc là cái tiến trình bị đăng trí nó chậm lại hả? liên quan đến phán quyết ngày hôm qua của tối cao pháp viện mà cho tổng thống gần như toàn quyền miễn tố trong các hành động mà gọi là uh, chính thức ngoại trừ những hành động không chính thức thì trong những ngày qua chắc quý vị từ hôm qua giờ nghe cũng nhiều nhưng mà chỉ nghe tin đây uh, nhân tiện đây thì tôi muốn uh, chia sẻ với quý vị là có ba cái hệ quả mà rất ngạc nhiên từ phán quyết này nó xảy ra uh, và tại sao cái phán quyết này có nhiều người bảo là ô đâu có cho ông tổng thống cái quyền toàn quyền như ông vua đâu gọi là ông vua Ờ, bởi vì vẫn có một số cái um, Hành động mà không chính thức Thì coi như vẫn bị truy tố hình sự Như trong trường hợp ông Trump Thì lát tôi sẽ giải thích cái chuyện đó Nhưng mà ở đây tôi muốn nói nhấn mạnh ba cái điều Mà nó gọi là phản ứng của cái phán quyết này Mà làm cho người ta ngạc nhiên Thứ nhất là đối với ông Donald Trump Thì trong cái vụ này đó Là ông bị cái vụ là truy tố Ở cái tòa DC Trong cái vụ ông bị tố cáo là Sử dụng bạo loạn vào ngày 6 tháng Giêng 2021 Tấn công vào tòa nhà quốc hội Đó là cái ông Jack Smith là công tố đặc biệt truy tố như thế thì phán quyết của các viện nó đưa ra cái này nó coi như là cái vụ đó là tạm thời là chưa xử được Đã. nhưng mà không phải chỉ vụ đó không mà nó còn ảnh hưởng tới một cái vụ thứ nhì nữa ông cũng đang bị truy tố đó là cái vụ ở tại uh, florida mà bây giờ đó là bà tránh án ellen Cannon cũng đang cân nhắc cái chuyện là liệu ông trump khi mà lấy hồ sơ về nhà như vậy thì có phải được coi là hành động chính thức hay không bởi vì ông trump cũng nói đó là tôi mà suy nghĩ giải mật là giải mật à, mà tôi đang bây giờ tôi suy nghĩ lúc tôi làm tổng thống à, cho đến nay thì trong hai cái vụ liên bang này đó thì bên phía luật sư ông trump thì họ chống cái 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 vụ mà ở ở, ở ở Ở bên dc giữ lắm là ông trump có quyền miễn tố nhưng họ không nói là cái chuyện ở florida có được miễn tố hay không họ chưa nói đến điều đó thì bây giờ cái vụ này đó, phán quyết này có thể làm cho bà Elon Cannon cân nhắc chuyện đó đó là cái, cái lợi thứ hai để cho ông, ông trump nhưng mà khi mà làm vấn đề liên bang thì trong cái phán quyết của tòa ngày hôm qua không nói rõ là liên bang như thế nào ví dụ họ nói rõ khi mà ông trump khi mà tổng thống đó, ra lệnh cho bộ tư pháp nhân viên bộ tư pháp không xác nhận kết quả bầu cử của một số tiểu bang rồi thậm chí lập ra những cái đại cử tri giả thì bên ông Jack Smith truy tố cái này bảo cái này là vi phạm thì bây giờ tôi có viện nói luôn ngoài những chuyện chính thức ra thì cái chuyện mà tổng thống chỉ đạo bộ tư pháp được coi là chính thức bởi vì cái quyền mà tổng thống chỉ đạo bộ Thư pháp rất đặc biệt và thường xuyên cho nên những gì tổng thống nói nhân viên bộ tư pháp làm là coi như được coi như miễn tố đó tuy nhiên có cái vụ mà chắc quý còn nhớ là ông trump gọi xuống georgia nói chuyện với cái ông brad vatsamager là cái ông uh, bộ trưởng hành chính ở tại tiểu bang Georgia Sau cuộc bầu cử tổng thống 2020 Thì ông Trump nói với ông Rasmager là Anh kiếm cho tôi 12.000 phiếu Lấy cho tôi 12.000 phiếu để bỏ qua để thắng Biden Tại Biden hơn Biden Biden hơn Trump hơn 11.000 phiếu Đại khái 11.700 mấy đó Ông Trump bảo anh chỉ cần lấy cho tôi Cái số phiếu hơn Joe Biden triệu phiếu là được Ông Rasmager ông từ chối Thì bây giờ liệu cái hành động đó của ông Nói với một nhân viên tiểu bang Có được coi là đặc biệt hay không Là chính thức hay không đó là cái điều mà chưa ai biết được Thì hiện nay công McAfee đó Ông Scott McAfee là tránh án xử cái vụ này ở Georgia đó Thì ông chưa phán quyết và cái liệu cái điều đó sẽ như thế nào Đó thì bây giờ sẽ phải chờ xem là bên à, bên 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 tố cáo viện có làm rõ cái chuyện này không thì đó là chúng ta thấy rằng là gì một cái là cái ở Florida là rõ ràng là ông Trump sẽ có lợi rồi tức là bà Canon bà sẽ dựa trên cái phán quyết của tố cáo viện coi như là có thể bà nói là ô như vậy thì theo pháp tối cao học viện là ông trầm khi mà quyết định lấy hồ sơ về thì coi như được miễn tội miễn tố nhưng còn cái vụ ở georgia nếu bên luật sư ông trầm hay thì họ có thể là ơi ông ông suối cái này cũng là trong cái hành động chính thức nhưng mà cái tố cáo viện nó nói rõ là anh nói với bộ tư pháp được bởi bộ tư pháp là liên bang còn anh nói với tiểu bang thì không có được hay không thì nó không rõ ràng à. thì ở đây nó có một cái điều Hồi nãy tôi có nói quý vị Chính thức và không chính thức Bây giờ làm sao biết được Cái nào không chính thức Chính thức thì dễ biết rồi Cái quan trọng là làm sao biết Cái nào không chính thức Thì cái đó nó lôi thôi nữa Ngay cả bây giờ đưa ra bồi thẩm đoàn Rồi kêu nhân chứng này kia bảo Cái này là chính thức Bên ông Trump bảo này không chính thức À họ bảo là cái này Không chính thức Bên ông Trump bảo là chính thức Mà ví dụ bồi thẩm đoàn Nó bảo không Cái này là không chính thức thì họ kết tội ông Trump ông Trump lại vẫn có quyền kiện lên và tối cùng nó sẽ lên tối cao viện để tôi cáo viện quyết định là cái này chính thức hay không chính thức <laughs> đó là lý do tại sao bảo là coi như tổng thống gần như là toàn quyền tuyệt đối luôn gần như tuyệt đối luôn đó. những cái chính thức là rõ rồi đúng không còn những cái không chính thức thì như thế nào là không chính thức không có rõ ràng là tùy cái tòa quyết định và nếu ông Trump cũng không đồng ý thì lại lên tối cao viện mà không những ông Trump mà sau này cả ông Biden nữa thì dẫn tới cái điểm thứ hai là cái chức tổng thống bây giờ thay đổi thấy không bây giờ nó thay đổi như thế thì thưa quý vị nó kẹt là nếu ông trump không có phải không bị truy tố những cái tội đó thì ông biden cũng sẽ thoát một số cái tội mà bên đảng cộng hòa ham he ví dụ đảng cộng hòa nó nhiều lần ham he nè là sẽ phải bỏ tù ông biden vì cái tội rút quân afghanistan là 13 người chết hay là cái chuyện họ tố cáo ông biden mở cửa biên giới cho dân bất pháp vào đó là hành động hình sự và nếu quý vị nhớ hôm thứ năm vừa rồi trong cuộc mà tranh luận khi mà ông giết Pepper của đài cnn hỏi ông trump nếu mà ông thắng cử ông bỏ tù những đối thủ ông vô nói không thì ông Trump bảo lên, hey, à, tôi mà thắng cử là anh này vô tù chắc anh này tội phạm chỉ ông Biden, ông tội phạm với anh mở cửa bên dưới chúng ta vào, thì trong trường hợp này coi những Biden không bị, <laughs> không? Nó thay đổi, tức là những cái gì mà bên cộng hòa tố cáo Biden lâu nay là hình sự thì coi như bây giờ được giải tỏa bởi vì những chuyện ông Biden làm được trong lúc làm tổng thống, có chuyện thứ ba, à, ảnh hưởng thứ ba mà người ta bất ngờ luôn là nó có thể là ảnh hưởng tới các đồng minh của ông Trump, đó. À, một số người mà nghe cái lệnh của ông Trump Ông Trump ông nói người đã làm Thì ông Trump cũng không bị bởi vì là tổng thống Nhưng còn những người thừa hành thì sao Thì ở đây nó có hai trường hợp Là trường hợp ông Jeff Clark Ông này trước đây đó Là ông Trump là cái ông mà quý vị còn nhớ đeo kính cận dày cộm đầu hói đó Ông Trump nói ông Jeff Rosen lúc đó là quyền bộ trưởng tư pháp Sau khi ông William Barr từ chức Thì kêu ông Jeff Rosen là đi bác bỏ các kết quả bầu cử những cái tiểu bang mà ông Trump thua thì ông Jeff Legend không chịu Thì ông Trump định á, Là đưa ông Jeff Clark lên làm bộ trưởng tư pháp Thì cái này cũng bị ông Jack Smith Truy tố ông Jeff, Clark, ông Jeff Clark Thì vì ông Jeff Clark ngày hôm qua ông bảo là Ê <laughs> tổng thống ra lệnh tôi Ờ. À, ra lệnh tôi Làm chuyện này Thì đúng ông Trump ra lệnh cho ông Jeff Clark làm chuyện này Thì ông Trump không bị tội Nhưng mà không chắc ông Jeff Clark có không bị tội không Mình không biết Đó đó nó chưa rõ ràng cái người thừa hành đó, bây giờ họ đang ông Jeff Clark, luật sư cũng bảo là Hey, bây giờ tôi không có tội luôn anh dẹp luôn cái vụ truy tố thôi người thứ hai là mắc tránh văn phòng tòa bạch ông cũng được lệnh của ông trump đi xuống giọt rồi đi xuống cả arizona lập ra những cái gọi là uh, đại cử tri giả rồi vô các phòng phiếu kiếm phiếu này kia mà bây giờ giọt cũng truy tố ông và à, arizona cũng truy tố ông luôn bây giờ còn đang chưa biết đi đâu thì ngày hôm qua cũng nói là vậy <laughs> quý vị quang ra luôn đi bởi vì ông trump ông được miễn tố mà bây giờ quý vị truy tố thôi thì quốc hội liên hệ lại ông trump và như vậy thì không được nó giống như trường hợp mà ở new york đó, ở new york nó bảo là hey, mấy anh dùng cái bằng chứng mà khi ông trump đang làm tổng thống đó thành đó là ba cái hệ quả bất ngờ mà qua cái phán quyết của tối cao viện ngày hôm qua đưa ra nhưng mình nói thế rồi tùy mỗi tòa nó quyết định như thế nào chuyện này nó còn lôi thôi lắm nhưng mà đó là ba cái mà chúng ta thấy nó là hệ quả của phán quyết ngày hôm qua và cuối cùng thưa quý vị <laughs> ông Trump những đoán trước là sẽ được biến tố sao hôm chủ nhật rồi ông ông retweet một cái hình ở trên cái chút sổ của ông một người nó đưa lên trong đó là đòi xử bà Liz Cheney cựu dân biểu của đảng cộng hòa và từng là thành viên ủy ban Sáu nhiên đòi xử bà này ở tòa án bình tới tòa quân sự về cái tội phản quốc đó. cái người này viết như này Elizabeth Lynn Cheney is guilty of treason nếu bạn có có cho có cái hình số 1 cái đó. rồi retweet if you want Televise military tribunal có nghĩa là muốn xử bà này ở tòa án binh mà xử công khai có truyền hình trực tiếp luôn ghê chưa bởi vì ông bảo là bà này phản bội à, không những thế ông viết ở trên chút social luôn bảo muốn bỏ tù những người sau đây bao gồm 15 người tất cả trong đó gồm những ai tổng thống joe biden phó tổng thống kamala harris trưởng khối đa số của đảng dân chủ thượng nghị sĩ chuck summer trưởng khối thiểu số tại thượng viện của đảng cộng hòa thượng nghị sĩ Mitch McConnell, cựu chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi, cựu phó tổng thống Mike Pence và tất cả thành viên còn lại của ủy ban 6 tháng giêng ghê chưa tổng cộng 15 người, họ là phải bỏ tù với người này, à, có bà Liz Cheney là phải đem ra xử tòa án binh mà xử công khai ghê chưa? thì bà Liz Cheney ngày hôm nay bà phản ứng lại đến, à, bà viết rất là nhẹ nhàng và dùng cái hình đó bà 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 bà, bà viết trên X đó và nói hey Donald, đây là một cái loại mà hình thức cho thấy là ông không phải là một người bình thường Donald, this is the type of thing that demonstrates yet again that you are not a stable adult và ông không xứng đáng làm tổng thống and are not fit for office Rồi, oh, sáng nay bà vũ lại liền à, quý vị thấy trên hình bà viết đó bà viết trên x đó Nên bà viết rõ nè Donald là là donald trump đây là cái loại Đây là một hành động cho thấy là ông không phải là người bình thường Not a stable ở đâu Một người lớn Một người lớn mà không bình thường Tức là đầu óc có vấn đề à, đó có vấn đề. vấn đề Nói nặng quá Nói bị chặt khác nào chê Biden Hôm thứ năm vừa rồi á Và ông không xứng đáng làm tổng thống And are not fit for office Thì đó là những câu chuyện đáng chú ý Trong phần điểm tin ngày hôm nay gửi đến cho quý vị Cảm ơn quý vị rất nhiều Theo dõi chương trình Chúng tôi xin hẹn gặp lại những gì sau